trong thế giới hiện đại, khoa học công nghệ đã và đang tác động từng ngày, từng giờ tới mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Trình độ khoa học công nghệ còn là thước đo cho sự phát triển. Nâng cao chất lượng nghiên cứu nói riêng, trình độ khoa học công nghệ nói chung không chỉ góp phần khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ thế giới, mà còn giúp người Việt tự mình giải quyết những vấn đề của người Việt ngay tại Việt Nam. Hiểu được ý nghĩa đó, Quỹ đổi mới sáng tạo Vingroup VinIF thuộc tập đoàn Vingroup, đơn vị dẫn đầu trên nhiều lĩnh vực, đã xây dựng và triển khai chương trình tài trợ học bổng sau đại học dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh xuất sắc trong nước thuộc các chuyên ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và y dược. 2019 là năm đầu tiên Quỹ VinIF thực hiện chương trình này. Theo đó, 120 triệu và 150 triệu lần lượt là số tiền học bổng một năm dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh trong thời gian từ 2 đến 3 năm để họ có thể toàn tâm toàn ý làm khoa học. Tính đến tháng 12 năm 2019, Quỹ VinIF đã tài trợ 154 suất học bổng với tổng giá trị tài trợ lên đến 23 tỷ đồng. Bước sang năm 2020, xác định khoa học công nghệ là ưu tiên hàng đầu, Quỹ VinIF tiếp tục duy trì và mở rộng chương trình. Mức kinh phí cho các đối tượng không đổi nhưng phạm vi mở rộng hơn, số lĩnh vực tham gia cũng nhiều hơn. Tổng số hồ sơ tham dự, số hồ sơ trúng tuyển, tổng giá trị cấp học bổng đều gia tăng đáng kể so với năm trước đó. Đặc biệt, 45 học viên cao học xuất sắc trong danh sách học bổng năm 2020 là thành viên đến từ 5 trường đại học, viện nghiên cứu thuộc chương trình hợp tác đào tạo thạc sĩ hướng khoa học dữ liệu do VinIF triển khai và phối hợp. Tất cả ứng viên đều đã trải qua các vòng xét duyệt vô cùng nghiêm túc, chặt chẽ bởi hội đồng thẩm định, gồm 80 giáo sư, tiến sĩ, nhà khoa học tên tuổi, đầu ngành tại Việt Nam. Đầu tư phát triển khoa học công nghệ chính là con đường nhanh nhất để Việt Nam phát triển, mang đến cuộc sống với chất lượng cao hơn cho người dân. Thông qua các hoạt động đầu tư toàn diện, bài bản và linh hoạt, Quỹ đổi mới sáng tạo Vingroup, VinIF hướng tới mục tiêu phát triển hệ sinh thái, cộng đồng và môi trường nghiên cứu tích cực tại Việt Nam. VinIF đã và đang mang đến tư duy tài trợ kiểu mới, văn hóa nghiên cứu chia sẻ, tạo điều kiện tốt nhất để các nhà khoa học phát huy hết năng lực, sáng tạo và những phát kiến có giá trị. Bên cạnh chương trình tài trợ học bổng sau đại học, Quỹ VinIF còn tổ chức các hoạt động tài trợ dự án nghiên cứu khoa học và công nghệ, hợp tác với trường đại học, viện nghiên cứu trong đào tạo nhân lực trình độ cao, đồng hành cùng các sự kiện khoa học, công nghệ uy tín ở quy mô quốc gia và quốc tế. Tất cả hướng tới mục tiêu, một hệ sinh thái, một cộng đồng nghiên cứu khoa học công nghệ năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp, hiện đại, là hạt nhân cho sự phát triển bền vững của Việt Nam, đưa công nghệ Việt ngang tầm thế giới